Mỹ Vân và Việt Hoàng xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 18.14 cùng với những nội dung chính sau đây. Israel nói một người lính bị người Palestine đâm chết. Ấn Độ kêu gọi Pakistan nối lại quan hệ ngoại giao. Cảnh sát di trú Mỹ bố ráp các xưởng biến chế thực phẩm ở Mississippi bắt 680 người. Nước đập dâng ở Hà Tĩnh đổi màu đỏ do hàm lượng sắt cao. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần tin thế giới mở đầu với Mỹ Vân. Kính thưa quý vị, Israel đã nói một người lính đã bị người Palestine đâm chết. Thi thể của một người lính Israel đã được tìm thấy gần khu định cư của người Do Thái ở bờ Tây bị chiếm đóng hôm thứ Năm ngày 8 tháng 8 và quân đội cho biết anh ta đã bị một người Palestine đâm chết. Người lính, người mà quân đội nói là trong trang phục dân sự và không mang vũ trang, là một sinh viên trong chủng viện Do Thái ở bờ Tây đang kết hợp việc nghiên cứu tôn giáo với phục vụ trong lực lượng vũ trang. Một tuyên bố của quân đội Israel cho biết thi thể được phát hiện gần khu định cư Middle Oz, phía bắc thành phố Hebron, và đã bị giết trong một cuộc tấn công của người Palestine. Không có yêu cầu trước mắt về trách nhiệm của vụ tấn công. Tin cũng cho biết vài giờ sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tham dự một buổi lễ được lên kế hoạch trước đó tại khu định cư bờ Tây của Beit El, nơi ông đặt nền tảng cho việc xây dựng 650 đơn vị nhà ở mới. Xin nhắc lại, người Palestine đã tìm cách chấm dứt sự chiếm đóng lãnh thổ của Israel bị chiếm giữ ở Trung Đông năm 1967 và thành lập nhà nước riêng của họ ở bờ Tây Gaza và Đông Jerusalem. Ấn Độ kêu gọi Pakistan nối lại quan hệ ngoại giao. Ấn Độ hôm thứ Năm vừa qua kêu gọi Pakistan xem xét lại quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao liên quan tới việc rút tư cách đặc biệt đối với Kashmir, nói trong một tuyên bố bằng văn bản rằng đó là một vấn đề nội bộ của Ấn Độ và chỉ nhằm phát triển khu vực đa số Hồi giáo này. Theo đó, chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ giáo của Thủ tướng Narendra Modi đã thu hồi các đặc quyền đặc biệt của lãnh thổ Kashmir để áp đặt luật pháp của riêng mình. Pakistan, nước cũng có yêu sách chủ quyền đối với Kashmir, cho biết họ sẽ trục xuất đại sứ Ấn Độ tại Islamabad và đặc phái viên của họ sẽ không chuyển đến New Delhi. Và Islamabad cũng đình chỉ thương mại song phương hai nước vào hôm thứ Năm, tuyên bố sẽ đóng cửa dịch vụ tàu hỏa đến Ấn Độ trong động thái đang rất căng thẳng mới nhất giữa các đối thực. Tại Kashmir, các nhà chức trách đã tắt điện liên lạc với các màn di động và dịch vụ Internet bị đình chỉ kể từ Chủ nhật. Giới chức địa phương cũng giam giữ ít nhất 300 chính trị gia và phe ly khai để dập tắt các cuộc biểu tình. Kính thưa quý vị, Malaysia nói sẽ nỗ lực tìm kiếm cô gái Ireland mất tích. Cảnh sát Malaysia cho biết hôm thứ Năm ngày 8 tháng 8, họ sẽ sử dụng các bản ghi âm giọng nói từ gia đình nạn nhân để tìm kiếm cô gái Ireland mất tích, Nora Ann Quarterin. Tin cho biết, việc tìm kiếm cô gái 15 tuổi này đã bước vào ngày thứ Năm. Và cảnh sát hy vọng đoạn ghi âm giọng nói của cha mẹ Quarterin và anh chị em của cô sẽ giúp xác định được vị trí của cô gái trong khu bảo tồn rừng rậm Dawson gần khách sạn nơi cô được báo cáo là mất tích vào ngày Chủ nhật ngày 4 tháng 8. Các nhận định ban đầu cho thấy có thể cô bị bắt cóc. Cảnh sát cũng cho biết họ đã mở rộng khu vực tìm kiếm và hiện nay 200 người đang càn quét khu vực được hỗ trợ bởi các đơn vị mang theo chó cảnh sát. Ngoài ra, một trạm kiểm soát cũng được thiết lập trên đường đến khu nghỉ mát. Liên Hợp Quốc kêu gọi cắt giảm tiêu thụ thịt để ngăn cản biến đổi khí hậu. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc về tác động của biến đổi khí hậu đã kết thúc vào thứ Năm 8 tháng 8 cho biết tiêu thụ thịt toàn cầu phải giảm để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu. Báo cáo cũng nói cần giảm số lượng sinh vật sinh trưởng trên đất và nước, cải thiện an ninh lương thực, sức khỏe và đa dạng sinh học. Mặc dù báo cáo đã không tỏ ra ủng hộ rõ ràng việc không có thịt, nhưng nó kêu gọi những thay đổi lớn đối với thói quen canh tác và ăn uống để hạn chế tác động của sự gia tăng dân số và thay đổi mô hình tiêu dùng đối với tài nguyên đất và nước. Theo Ủy ban Liên Chính phủ Biến đổi Khí hậu IPCC của UN,
việc chuyển sang thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật và thực phẩm có nguồn gốc động vật bền vững có thể giúp giải phóng vài triệu km vuông đất vào năm 2050 và cắt giảm 0,7 cho đến 8.0 gigaton khí thải carbon một năm. Được biết, IPCC đã họp tuần này tại Geneva, Thụy Sĩ để hoàn thiện báo cáo này. Kính thưa quý vị, các vụ đánh bom tại Bangkok có thể liên quan đến chính trị. Một loạt vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok của Thái Lan tuần trước có thể liên quan đến chính trị. Cảnh sát đã cho biết hôm thứ Năm ngày 8 tháng 8, khi các nhà chức trách truy lùng hơn 10 nghi phạm liên quan đến các vụ tấn công. 6 quả bom nhỏ và 6 thiết bị gây cháy nổ đã phát nổ vào thứ Sáu tuần trước ngày 2 tháng 8, khi thành phố tổ chức một cuộc họp mặt giữa các bộ trưởng ngoại giao Đông Nam Á với sự tham dự của các nhà ngoại giao từ Hoa Kỳ, Trung Cộng và các cường quốc trên thế giới khác. Vụ nổ làm 4 người bị thương và cảnh sát ban đầu nghi ngờ các vụ tấn công có liên quan đến một cuộc nổi dậy ở miền Nam thống trị bởi người Hồi giáo ở Thái Lan đã giết chết hơn 7.000 người kể từ năm 2004. Hai nghi phạm bị bắt giữ vào hôm thứ Sáu từ tỉnh Narathiwat trong khu vực. Họ nằm trong số 15 nghi phạm trong các vụ tấn công, nhưng không phải tất cả bọn họ đều có quan hệ với miền Nam và một số người đã trốn khỏi đất nước, cảnh sát cho biết. Việt Nam xác nhận tàu Trung Cộng đã rút khỏi bãi Tư Chính. Tàu khảo sát của Trung Cộng vốn gây ra tình trạng căng thẳng kéo dài một tháng với Việt Nam đã rời thềm lục địa của Việt Nam và Bộ Ngoại giao Đông Nam Á xác nhận hôm thứ Năm. Theo đó, cuối ngày thứ Tư 7 tháng 8, Reuters đưa tin rằng tàu Haiyang DJ8 do cơ quan khảo sát địa chất Trung Cộng điều hành đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng chính quyền Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi vị trí của các tàu Trung Cộng trong khu vực. Và từ đầu tháng 7, các tàu Việt Nam đã theo dõi sát sao các tàu Trung Cộng hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế, gây ra cuộc đối đầu mới nhất trong vùng biển, vốn là một điểm nóng tiềm năng toàn cầu khi Hoa Kỳ không ngừng thách thức các yêu sách hàng hải của Trung Cộng. Tiếp theo của bản tin từ Thái Lan, Thái Lan phát hiện bom hẹn giờ ở trung tâm Bangkok. Cảnh sát Thái Lan vào hôm thứ Ba đã tháo gỡ một trái bom chưa nổ tại chợ Ratunam ở trung tâm thủ đô Bangkok. Và cảnh sát phán đoán đây rất có thể là trái bom bị sót lại sau hàng loạt vụ nổ ở Bangkok hồi tuần trước, khi thành phố tổ chức cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN. Thiết bị được hẹn giờ và gắn với một bộ sạc. Những trái bom được tìm thấy trong các vụ tấn công tuần trước cũng có thể được cài cùng giờ với các thiết bị này. Một cảnh sát Thái Lan giấu tên cho hay. Người này nói thêm rằng đây là một loại bom cháy được thiết kế để tạo hỏa hoạn thay vì gây nổ. Thiết bị đã được kích hoạt, nhưng không gây ra đám cháy vì được giấu bên dưới đống quần áo trong khu chợ Ratunam nên không đủ oxy. Nhiều vụ nổ đã xảy ra ở ít nhất 4 địa điểm tại Bangkok hôm ngày 2 tháng 8, khiến 4 người bị thương nhẹ. Nhà chức trách Bangkok đã xác nhận phát hiện nhiều thiết bị nổ tự chế được cài đặt ở đây, nhưng một số không phát nổ. Các vụ nổ khác xảy ra khi các hội nghị ASEAN diễn ra tại Bangkok từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 và Thái Lan đã điều hơn 10.000 cảnh sát và nhân viên các cơ quan khác nhau tham gia điều khiển giao thông và đảm bảo an ninh cho sự kiện này. Ngày thứ Hai, nhà chức trách Thái Lan chiều thứ Sáu đã bắt hai nghi can đánh bom đến từ tỉnh miền Nam Narathiwat, nơi có phần lớn dân cư là người Hồi giáo ở Thái Lan, cũng là nơi diễn ra các cuộc nổi dậy kéo dài hơn một thập kỷ qua. Xin quý vị hãy giữ nguyên băng tần 18.14. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin bảo trợ cho đài.